À, và một bài hát này là khi nãy chúng ta bước vào thì có một số quý vị yêu cầu bài hát rất hay. Bài hát này Khang nghe từ khi Khang biết bài hát này là do mẹ Khang là người hay hát và Khang đã yêu thích bài hát này. Xin mời quý vị thưởng thức từ bài hát nha. Tiếng hát bay trên đường phố bâng khuâng. Xin qua rồi.